Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Chiro One, Chiro Tạc Dinh Mi. Rất vui vì nay được gặp nhau với những clip thì ngày hôm nay lần đầu tiên mình xin chào anh em, gửi lời chào đến anh em một ngày thật là vui vẻ tuyệt vời. Và xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và nếu thấy có quảng cáo hiển thị trong video thì anh em hãy click vào ủng hộ cho mình nha. Ok anh em, nói chung là như vậy đó anh em. Thì tại mình đang có mặt tại con nít của mình, con nít Kisame. Thì nói chung thì dạo này mình cũng đang làm series tân thủ, cho nên là mình cũng tranh thủ thời gian để mình cày con gạt này một chút, để mình chuyển sang làm tân thủ cho anh em xem đó anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cho mình nha. Và tất nhiên thì như mình nói, nhớ like, subscribe và cái quảng cáo đấy. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp trái. Trác quỷ nhiều thế, không biết tại sao lại nhiều như vậy nhờ, không tin được lại nhiều vậy luôn ấy. Nhưng mà nhiều thì tốt thôi, mình sẽ cống hiến được nhiều. Ngoài ra thì mấy cái bong bóng này sao nó còn tồn tại đây mình cũng không biết nữa. Ok, cũng được một mớ đồ nữa. Có ra vàng không ta? Có vẻ là không ra vàng nha. Rồi, tiếp theo thì mình đi trả lời ba câu hỏi đã. Chắc quỷ của Lao tên là Ope Ope Nomi nha anh em. Thuyền trưởng của băng hải tặc tóc đỏ là Sen tóc đỏ, Sen Sen Rook Bosky Row, Sen Monkey là sao? Hình như là Sen Ly Rook đúng không anh em? Sen Monkey đâu phải. Ly Rook là hình như là họ của ai ta? Không lẽ giờ chọn Sen Monkey ta? Sen Monkey hay là Sen Ly Rook ta? Sen Monkey. Sen. Họ tên đầy đủ của Sen là gì ta? Cái này thì mình trả lời sai cũng không sao hết đâu anh em, cũng vẫn còn đủ thôi, cho nên là mình sẽ chọn là Sen Monkey. Sen Monkey đi. Ôi chết mẹ rồi, Sen Rook là đúng rồi. Game map của Roger thực chất là lông mũi nha anh em. Chính xác. Rồi, nhận quà like thôi. Ok anh em. Rồi, nói chung là cũng không còn gì để làm. Hôm nay thì mình sẽ như kiểu được gọi là tăng cấp sức mạnh nha anh em. Tại vì còn một hoạt động thì mình chưa làm, cho nên hôm nay mình làm nốt luôn cho anh em xem. Đó là hoạt động mã vàng. Hoạt động mã vàng nha anh em. Để chiến nhiệm vụ hôm nay là cái... cái này mình cũng chưa làm à. Thôi, tạm thời bỏ đi. Đây, hoạt động mã vàng thì hiện tại mình còn là 300k. 308k là chưa mã vàng, cho nên là hiện bây giờ mình sẽ cày cuốc, mình sẽ mã vàng cho đồng đội của mình nha. Cái này thì mình sẽ mã sao. Đấy, mã sao vàng, mã sao đỏ, mã sao tím, mã sao lá cây đó. Mình hay nói với anh em là cái câu đó, thì bây giờ mình sẽ mã. Hiện tại là nhân vật chính của mình là có cái vũ khí là mã cao nhất 14 này. Thằng Lao này thì mới mã cấp 8 thôi, không quan tâm lắm. Thằng Mingo này thì cái nhận là 16. Bây giờ chắc là mình sẽ mã thêm cho cái nhận của Mingo cho nó mạnh hơn nha anh em. Ok, Mingo bây giờ từ 16 mình sẽ mã lên 17 này. Ngoài ra chúng ta tốn mã này, chúng ta còn tốn thêm Berry nữa nha anh em. Hiện tại là mã này là giờ, cái này là tốn tới 510 vạn nè anh em. Rất là nhiều Berry luôn. Lực chiến thì mình sẽ coi là mình sẽ lưu lại lực chiến nha anh em. 275 4292. Ok, 4292. Rồi xong. Lát nữa xem nó tăng lực chiến nhiều hay không. Rồi chịu hồi này luôn. Là 317k mới đúng luôn ấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Rồi mã cái vũ khí nhận này lên nè. Đấy, anh em thấy tuyệt chiêu cộng gear 1600 luôn. Và cộng thêm sinh mệnh là 2700 nữa. Bây giờ mình sẽ mã tiếp một phát nữa quá. Lên 18. Đó, mình rất là muốn lên cái vàng. Hiện tại giờ là mình rất là muốn mã mát sao vàng luôn anh em, nhưng mà không biết là điều kiện có cho phép hay không. Chơi luôn. Rồi 19 rồi đó. Giờ mã cái nữa là mất hết, là còn chả còn được bao nhiêu luôn ấy. 19 thôi, tạm thời mình dừng ở 19 đi. Sinh mệnh thì cái này cộng thêm khá là nhiều nha. Cái này còn có tốn có 7-8k thôi anh em, cũng được đấy. Ok, tại mát sao vàng đi. Mát rồi, 10 là 10. Nhân vật chính của mình thì hiện tại cái này là 14, cái này không cần quan tâm. Tại mình mã cái này đi. Là còn 10 lại là mát rồi, cộng thêm được 13k lực, 13k sinh mệnh luôn. Thằng Lao này mình mã cái này mát 10 đi, là 10 rồi này. Còn gì nữa không? Cái này cũng lên 10 đi. 1 thằng Minh Gâu rồi. Này bo với Lao. Với ai nữa ta? Brook đúng không? Brook thì không cần mã nhiều đâu, không quan tâm lắm đâu. Con bo này là này mới 7 thôi đúng không? Ok. 8, 9, 10. Rồi lên 10 luôn đi. Mình còn 22k. 20k, 2k thì cũng chả đủ làm gì nhờ. Giờ này muốn lên này tới 73k luôn nhờ. Nhiều thế. Ok, này là cần 15k. Mình có thể tải cái này lên 15k. Thôi, giờ mình chạy tải cho cái này cho thằng Lao đi.
Ok, vậy là còn 7k hết rồi. Tạm thời vậy thôi. Anh em thấy 300k của mình mà mình mạ vài phát hết luôn không? Berry thì bị giảm sút luôn ấy. Lực chiến của mình từ 275 lên 277 hả? 275 tức là 2.750.000, giờ lên 70.000 là tăng được khoảng 20k. Úi trời ơi, tăng ít vãi luôn ấy anh em ơi, ít vãi lờ luôn, chán thiệt chứ tăng trả được bao nhiêu lực chiến hết. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ rèn cái ma khí cho lao xì ke luôn. Ma khí bữa mình vừa đủ tiền cho nên giờ mình rèn luôn. Nhưng mà mình cố gắng tăng sức mạnh đồng đội thôi anh em. Ma công bây giờ là đang 90k này. Thiếu 46 cái này hả? Không biết đủ viên vỏ sò không đây. Đá vỏ sò mình là 27 này. Với lại cái kia chưa đổi nữa đúng không? Ui, đổi hết rồi anh em ơi. 27 là thiếu bao nhiêu? Được 5 cái nữa này. Đâu rồi, 32 và 46, vậy là chúng ta tôi thiếu 14. Ok, 14 là phải đổi 140 ấy. Căng thẳng thế nha. Đây. Đâu rồi, đây đúng không? Cái này đổi 140 hả? Thế tốn 84k, ok, mình đã hết này luôn rồi anh em ơi. Ghê quá anh em ơi, còn 25k, chán thiệt chứ. Nhanh thiệt chứ. Cày thì cực mà đổi phát là hết sạch luôn anh em. Không hiểu tại sao. Rồi được rồi đó. Rèn đi cha nội. Lên nha anh em. Lên ma khí 130. Có tên là ma khí Tinh Nguyên Trượng. Wow, nghe có vẻ kinh đế. Ở đây đang 90k. Bây giờ lên được 92k, gần 93k. Vậy là lên tăng được khoảng gần 3k. 3k ma công. Ok, cũng được. Hồi nãy lực chiến là cũng 277, bây giờ cũng 277 thôi, cháo gì thay đổi cả, không có gì đặc biệt xảy ra. Cho nên là giờ mình sẽ vào các bạn test thử cho anh xem. Ok, chơi luôn các bạn mới luôn anh em. Đánh test thử một con xem sao. Nhào vô kiếm cơm. Nhào vô kiếm cơm em yêu. Kiếm cơm em yêu. Tăng tốc luôn nè anh em. Wow, sinh mệnh của mình gâu mình bây giờ là 1.6 nè. 193 anh em, vẫn chưa lên được 2 triệu. Khá là ngầu đây. 115 14 và brute thì mình không làm gì hết, mình chủ yếu là lao thôi anh ơi. Mình rất là muốn thằng lao lên được sức mạnh cao cao một chút, chờ lao có nộ mình test thử xem sao. Ghê. Bây giờ chích xì ke tốt đấy nè, không biết là phải chích tốt không hay là tự nhiên nó đã dậy rồi. Ok được đây, để lao làm hết lao ơi, cơ hội. Được 1.5 triệu hay ta? Được 1.5 triệu anh em, được 1.5 triệu thôi. Được rồi, vậy là cũng tốt rồi. Nói chung thì mình làm ma khí tốt thì nó sẽ hồi máu tốt thôi. Nó sẽ hồi máu ngon, với lại sát thương thêm nữa. Cũng được, nói chung là cũng được đấy anh em. Giờ có trái hổ đen nữa mang cho anh Lao rồi, ngon anh em. Mình rất là thích hổ đen luôn. Khi nào rảnh mình sẽ làm clip ghép rác quỷ cho bọn này. Ok. Chơi. Chơi là chơi thôi anh em, đừng có ngại ngùng gì hết á. Chơi là chơi thôi, cứ chơi đi đừng ngại ngùng. Chứ xì ke được hai em. Hồi xưa lao được đánh toàn tem anh em, mới Revenger là đánh toàn tem, nhưng mà do hình như nó bá đạo quá cho nên là nó bị giảm sức mạnh, bị nép rồi, gọi là bị nép đó anh em, bị nép con mẹ đó rồi anh em. Gian thiệt chứ, ai bị anh em đánh mạnh quá làm chi để cho AD game thấy vậy rồi anh em. AD game nép lại làm cho mình không được cái tận hưởng cái cảm giác ở lao đó. Giờ mình Revenger lên thì lao chỉ đợi lao phiên bản bị nép thôi, rất là chán luôn anh em. Rồi để lao làm hết cho bao đừng 1.5 triệu đúng không? Ok, đây là 1.5 triệu này, đúng rồi, chính xác là 1.5 triệu công thiếu sát thương phụ nữa anh em. Có sự ủa đâu phải đúng không? À không phải anh em, mình lo nhìn thằng lao quá mà như là mình không có kịp nhìn sát thương của bên kia tuổi kia. Ok thôi, tạm thời bỏ qua vấn đề đó đi. Thì bây giờ nói chung là mình đi phát bạn cũng khá là dễ dàng rồi anh em. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều chỗ để mình tăng sức mạnh nữa. Cái này mình có thể đổi nguyên tố kinh nghiệm nè anh em. Có thể đổi kinh nghiệm nè để mình búp cho nguyên tố của mình. Hiện tại thì nguyên tố mà mình ưa thích nhất là nguyên tố sinh mệnh. Thì hiện tại nói chung là cũng đầy rồi. Giờ mình có thể làm phòng thủ thôi, chủ yếu là phòng thủ là chính.
mua thêm nguyên tố này, được 27k. Cái này lên cấp để mình làm phòng thủ cho một ai đó đi. Cái này là hồi máu khi vào trận này, kinh nghiệm 9.000 lận khá là nhiều. Bây giờ mình làm cho lao đi. Ui sinh mệnh này cũng còn cùi quá anh em ơi. Muốn đổi được cái sinh mệnh này là tốn bao nhiêu ta? À 5.000 hả? Nói chung thì mình sẽ cày cuốc đi anh em, cố gắng cày cuốc đi, cố gắng cày cuốc cái này để lấy 5.000 đổi cho anh lao xì ke đi. Chết mẹ rồi, mình vô luôn mà mình chưa kịp nhìn gì hết rồi, giờ dài sao chơi. Ok man, ok man. Ồ này cũng không ăn thua anh em ơi, làm này cũng không ăn thua thiệt luôn ấy, nhưng mà cứ cố gắng từng tích lũy từng ngày thôi anh em, phải cố gắng tích lũy từng ngày thôi. Hiện tại là 2.600 rồi này, 2.600. Ok làm mới đi anh em, kiếm cái nào ngon ngon một chút. Cái này cũng có vẻ ngon này, chạy luôn. Ok xuống luôn đi em ơi, xuống luôn đi em ơi. Hết mẹ rồi, chán thế, mới làm được chơi được mấy cái hết rồi. Đây này, đây này, đây này, đây này, có cái đỏ này anh em. 2.800 đã chơi đêm, mới chơi xíu lên 2.800, giờ là chơi phát này hình xui là được 3.000 này, 3.000 sau đó là cố gắng từ từ rồi, tích lũy từ từ là chúng ta sẽ lên đấy anh em. Ok hay lắm. Mình này không có cái nào để chơi được nhỉ. Ơi sai rồi, sai quá sai rồi. Bên này ok thôi, thích thì chơi thôi anh em, nào chưa biết chơi cái này nữa là mình chịu luôn ấy. Ừ ngon, ba k liền em thấy chưa. Ôi dồi ôi, hình như mỗi lần chơi mình được khoảng 200 đấy anh em, suy ra là còn 5.000 là còn 2.000 nữa, thì mình 2.000 nữa mình phải chơi khoảng 10 lần, 10.000 là khoảng 3 ngày, hơn 3 ngày một lúc 4 ngày. Đó anh em thấy không? Cứ cố gắng là sẽ lên thôi. Đổi cái sinh mệnh để mang cho lao anh em, cho máu nó gia tăng. Đấy, còn ở trong đây thì mình tăng cái phòng thủ chỗ này. Cái này thì phải nguyên tố 6 sao chưa ta? Cái này phải nguyên tố ngon chưa ta? Hình như phải rồi đúng không? Nguyên tố ngon chưa? Mấy cái này này. Mấy này ngon hơn nữa anh em ơi. Mấy này còn ngon hơn nữa. Vậy là thật. Có cái ngon hơn nữa này, thì tính ra là đồng đội mình chưa ai có cái ngon à. Mấy cái này mấy cái cùi thôi anh em, mấy cái giai đoạn đầu thôi. Kinh vãi, kinh thiệt chứ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip được mình nha. Nói chung thì anh em nhớ để lại comment với cảm nhận của anh em về cái sự gia tăng của mình khi mà mình rèn cái ma khí lên các kiểu đà điệu, và anh em muốn là mình làm clip gì em nhớ để lại comment. Ngoài ra thì nhớ like video cho mình, subscribe, và thấy có quảng cáo thì nhớ kích cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye.